Đội đi phá nhà đấy. Con đội, đội đội này đội xây nhà, con đội kia đội phá nhà hả? Ồ mà phá em đấy, cái nhà đấy khó thi công hồ sư. Biết rồi, em gặp thằng Quỳnh nữa rồi. Thằng Quỳnh nó sang đây chơi này mà. Ở Quỳnh Lưu. À. Nó không phẳng nhỉ. Long công đuôi này chở ban về rồi. Dạ. Ở đó luôn này mà cắt bán luôn được. Vượt cái bàn cái đơn được. Cái phiểu thoát nước bên này đâu đấy? Đít mẹ. Bỏ chập mà lún con mẹ đâu đấy? Đây à? Thì đó đâu? Bỏ đâu vậy?